tế thuyết hồng trần tập 8 Chuyện được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Dịch The Boy Love PC Chiều 0812 Chương 41 cộng 42 Mượn giả giải oan Nghe mệnh lệnh của huyện lệnh đại nhân sáu người nha dịch lập tức đi ra từ bên trong đám người càng có người kéo một cái băng ghế trượng rộng ra trong đó hai người đi đến trước người đỗ phương trực tiếp ép gã lên bên trên ghế đỗ phương hoảng hốt lo sợ liên tục lớn tiếng kêu oan không đại nhân thảo dân không dám chiêu chọc đại nhân thảo dân câu nào cũng đều là thật đại nhân thảo dân oan uổng lâm huyện lệnh không để ý tới nữa ném ra lệnh thiêm đánh cho ta phần lưng dưới nách đỗ phương đã bị hai cây thủy hỏa côn giao nhau giữ chắc hai chân cũng đồng dạng bị hai cây thủy hỏa côn giao nhau khóa chặt có hai người khác đứng hai bên trái phải đỗ phương một tên nha dịch lạnh lùng nói người tốt nhất chớ có lộn xộn thủy hỏa vô tình thủy hỏa côn cũng giống như thế. Nếu như ngươi lộn xộn, một gậy tiếp theo có khi sẽ đập gãy eo của ngươi, lúc đó cũng không phải nằm vài ngày là xong việc. Đỗ Phương bị dọa đến mặt không có chút máu, không dám tùy tiện lộn xộn, nhưng vẫn hô hào oan uổng, lại càng không ngừng nhìn quanh bốn phía. Hà cô nương, hà cô nương ngươi mau ra đây đi ngươi không phải đã nói có thể gọi huyện lệnh đại nhân nói thẳng sao. Chớ có huyên náo. Một tên nha dịch vẫn nộ quát một tiếng, giơ thủy hỏa côn trong tay lên trùng trùng điệp điệp hạ xuống phanh a à, phanh a à đại nhân ta oan uổng a à, phanh a à, vẻn vẹn bốn năm côn hạ xuống đỗ phương liền ngay cả tiếng rú thảm cũng không phát được ra nữa rồi chỉ còn lại tiếng kêu đau một mực hô hào oan uổng trong miệng dịch thư nguyên đứng ngoài công đường vô thức nắm thật chặt một góc quần áo càng là liên tiếp nhìn ra nữ tử bên ngoài cửa lớn nàng kia cũng đang kêu thảm đại nhân không liên quan tới hắn đại nhân, ngài có thể nghe thấy hay không tiểu nữ oan uổng đại nhân? ta đã là cô hồn dã quỷ, có nhà nhưng không thể về, lại không được siêu sinh, oan uổng chết ở nơi bi thương này, ta không cam lòng a à, a. À. nữ tử kêu gào thảm thiết thê lương, trong giọng nói vậy mà lộ ra vài phần hung lệ, khiến cho dịch thư nguyên nghe thấy mà da đầu run lên, quay đầu nhìn lại, sắc tím tím xanh xanh trên khuôn mặt trắng bệch của nàng đã càng nhiều hơn, thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra máu đen trên người tràn ngập từng cỗ hắc khí cho dù dịch thư nguyên không biết bất luận chút gì về phương diện này nhưng hắn dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây là dấu hiệu muốn hóa thành lệ quỷ rồi tám phanh chín phanh thủy hòa côn vẫn đang hạ xuống đỗ phương đã không còn khí lực vùng vẫy kêu gào nữa rồi thật ra nha dịch ở phía sau cũng đã bắt đầu lưu thủ chỉ là cho dù họ lưu thủ cũng không phải dễ chịu như vậy những gậy thủy hòa côn này là một loại giày vò đối với đỗ phương cũng là giày vò đối với nữ tử nhưng mà hiện giờ cũng là một loại dày vỏ với dịch thư nguyên nguyên bản dịch thư nguyên vẫn còn đang suy nghĩ có thể tin chuyện ma quỷ hay không nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc tuyệt vọng đến từ nữ từ kia dịch thư nguyên không nhịn nổi nữa chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp chín trượng thủy hỏa côn nện xuống kia cũng như nện vào ở trong lòng của hắn vậy hắn lại càng không muốn để cho nữ từ kia biến thành lệ quỷ nếu như tất cả mọi người đều không nhìn thấy không nghe thấy được mà nữ từ kia cũng không vào được công đường như vậy để Dịch Thư Nguyên ta tới giúp nàng. Dịch Thư Nguyên bất quá chỉ là một văn lại nho nhỏ, thấp cổ bé họng, không thể nào cứng rắn lôi huyện lệnh đi ra bên ngoài huyện nha, nhưng hắn cũng có biện pháp của mình. Dừng tay. Rốt cuộc, Dịch Thư Nguyên mở miệng, giọng nói trong sáng mà vang dội thoáng cái lấn át công đường giữa đêm khuya vốn không có quá nhiều âm thanh khác, sự chú ý của mọi người cũng lập tức chuyển về phía hắn. Huyện lệnh nhíu mày nhìn bên ngoài, ở trên công đường cùng với khu vực chính diện đều là một mảnh trống không vậy cũng chỉ có ngoại đường, giờ phút này ở đó đang có một thân ảnh đứng, chính là dịch thư nguyên. Nếu như bồn quan không nhận nhần, ngươi hẳn là văn lại tu soạn huyện trí đúng không? Dịch thư nguyên cũng không trực tiếp đi vào công đường, mà từ bên cạnh đi vài bước ra ngoài, chắp tay về phía công đường bên trong. Chính là tại hạ. Ngươi có rõ ràng tội làm loạn công đường không? Dịch thư nguyên hít sâu một hơi, hỏi một đằng trả lời một nèo nói. Đại nhân, Lúc còn trẻ tại hạ đã bị bệnh nặng một trận, sau khi lành bệnh, ngẫu nhiên có thể gặp được một chút sự tình kỳ dị, đã từng nhìn thấy quỷ thân vào ban đêm. Người ở đây nghe vậy cũng hơi kinh hãi, không đến mức cả người này cũng tới để trêu đùa Hí Lộng huyện lệnh đi. Huyện lệnh càng là cao mày, so sánh với độ phương thê thảm trên mặt đất, dịch thư nguyên dáng vẻ thong dong, khí độ bất phàm, lại là người một nhà trong huyện nha, không giống như là sẽ chuyên môn trêu đùa Hí Lộng mình đi. Dịch thư nguyên cũng không đợi những người khác hỏi tới, mà quay người, đưa mặt nhìn thẳng vào cửa lớn ngoài công đường, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên người nữ tử áo trắng kia. Cô nương, nếu như dịch mộ đoán không sai, người chính là Hà Hân Hà cô nương bị hại kia đúng không? Nữ tử áo trắng lúc này vốn đã lệ khí cuốn thân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền lập tức hiện ra vẻ vui mừng như điên. Vừa muốn cất bước tới lại có chỗ sợ hãi, mang theo âm thanh không thể tin hỏi thăm. Tiên sinh, Ngài có thể nhìn thấy ta sao? Ngài có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Dịch thư nguyên nhẹ gật đầu, đồng thời cũng lưu ý lấy âm thanh từng câu từng chữ của nữ tử. Có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy, mặc dù ta sợ hãi quỷ hồn, nhưng không thể để ác nhân nhởn nhân ngoài vòng pháp luật. Lại càng không chịu được ngươi có oan không có chỗ giải, cứ thế hóa thành lệ quỷ ở trước nơi công chính nghiêm minh này. Theo tiếng nói của dịch thư nguyên hạ xuống, rất nhiều người theo bản năng cảm thấy có chút lạnh, không ít người thuận theo tầm nhìn của dịch thư nguyên nhìn ra ngoài công đường dĩ nhiên là cái gì cũng không thấy dịch tiên sinh ngươi đại nhân xin cho tại hạ một khắc là được lúc này dịch thư nguyên cũng bất chấp bất cứ giá nào rồi trong lúc nói chuyện liền giữa lên công đường đối mặt cùng huyện lệnh ánh mắt thanh tịnh sáng ngời trên người như có chính khí để cho tôn sư một huyện nói không ra lời dịch thư nguyên lần nữa nhìn ngoài công đường rất tốt nàng ta đã ổn định không ít chuyện tiếp theo thì phải dựa vào bản thân hắn rồi. Cô nương, dịch mỗ thấp cổ bé họng, càng không có năng lực gì quá lớn. Tối nay nguyện mượn thân mình, giúp ngươi mở miệng thổ lộ hết oan khuất, huyện tôn đại nhân định sẽ phán xử giúp ngươi. Mượn thân, bạch y nữ tử sừng sốt một chút, tất cả mọi người ở đây cũng sừng sốt một chút. Tiên sinh, ta làm như thế nào mượn thân của ngài? Tiên sinh sẽ ra ngoài dạy ta sao? Tiên sinh, ngài không đi qua đây sao? Tiên sinh, nhưng bất luận nữ tử áo trắng gọi thế nào dịch thư nguyên đều không đi ra ngoài chẳng những không đi ra ngoài ngược lại còn từng bước một đi về phía công đường đi đến phía sau đỗ phương nhìn qua gã một cái sau đó liền nhìn về phía cửa lớn sau lưng mời cô nương tiếp theo mượn miệng của ta nói ra tất cả oan tình của mình tiên sinh ta không vào được bên trong công đường tiên sinh nữ tử áo trắng lo lắng hô to nàng còn tưởng rằng dịch thư nguyên không biết việc này dưới tình thế cấp bách, nàng lui ra phía sau vài bước, vậy mà lại muốn thử lần nữa phóng tới cửa lớn. Nhưng dịch thư nguyên cúi đầu thấp xuống, tận lực bảo trì bình tĩnh trong lòng, điều chỉnh hơi thở của bản thân, vào lúc nữ tử áo trắng sắp vọt tới trước cửa liền nhẹ giọng mở miệng. Đại nhân, Đỗ Phương tạm thời quên mất đau đớn, cả nữ tử áo trắng sắp đến trước cửa cũng ngây ngẩn cả người. Đây không phải là giọng của dịch thư nguyên, đây là giọng của của một cô gái, xác thực mà nói, đây là giọng của Hà Hân. Đây chính là kế sách của dịch thứ nguyên, hắn là một văn lại. Tuy rằng Ngô Minh Cao coi trọng hắn, nhưng ở huyện lệnh này đoán chừng căn bản không tính là cái gì. Không thể nào hắn nói mình có thể thấy quỷ có thể nói chuyện với quỷ thì người ta sẽ tin. Trong mắt người ngoài sợ là chỉ thấy dịch thư nguyên đang nói chuyện với không khí. Cho nên dịch thư nguyên cần một loại phương thức khiến cho tất cả mọi người có thể lập tức tin tưởng. Là hà cô nương, là hà cô nương. Trong tiếng kêu vui mừng của Đỗ Phương, vào thời khắc này, tất cả mọi người trong công đường từ huyện lệnh cho tới nha dịch tất cả mọi người đều nổi hết cả da gà lên giờ khắc này tâm tình của dịch thư nguyên của dâng lên mặc dù ta chỉ là một người kể chuyện mặc dù ta cũng có đố kỵ và sợ hãi đối với ma quỷ mặc dù ta không có bổn sự gì lớn nhưng dịch thư nguyên ta vẫn có năng lực giúp người như cũ đại nhân dân nữ chính là hà hân dịch thư nguyên lần nữa mở miệng nếu như hai chữ lúc ban đầu kia còn điều chỉnh thấp giọng giờ phút này đã nhấn nhá từng chữ rõ ràng, giống như đúc giọng nói của Hà Hân. Huyện lệnh hít sâu một hơi, một cỗ cảm giác lạnh lẽo từ chân chảy thẳng lên tới đỉnh đầu, chỉ cảm thấy da đầu rút lên. Ngươi, ngươi có oan khuất gì? Vừa nãy lâm huyện lệnh còn trung khí mười phần, quan uy cường thịnh, giờ phút này nói chuyện cũng không có bao nhiêu tự tin, cho dù y là tốt sư một huyện, nhưng cũng không thể nào không sợ loại chuyện gặp quỷ trong đêm này. Sư ra bên đó thì ngay cả bút cũng sắp cầm không vững nữa rồi. Hai hàng nha dịch bên cạnh cũng gắt gao cầm chặt lấy thủy hỏa côn, nếu như không phải bọn họ đã tích lũy thói quen lâu ngày, lúc này đã có một loại kích động nhịn không được muốn bỏ chạy, ngay cả vài người bộ khoái thân mang võ công vừa đuổi tới ngoài công đường không lâu kia cũng tay chân lạnh buốt. Nghe tông giọng của huyện lệnh, Dịch Thứ Nguyên biết rõ việc này đã thành hơn phân nửa rồi, hắn ổn định tâm tính, lần nữa sâu kín mở miệng. "Mời đại nhân thả Đỗ công tử ra trước." Huyện lệnh nhìn Đỗ Phương bị đánh thảm, nhanh chóng hạ lệnh cho hai bên. Không cần đánh không cần đánh, dẫn gã đi, lại mời lang trung trị liệu cho gã. Độ phương vừa bước vừa quay đầu lại, được người bên cạnh luống cuống tay chân đỡ rời khỏi, dịch thư nguyên cúi đầu cũng lần nữa nói chuyện. Dân nữ nguyên là người la huyện Ngô Châu, bị ác thương kia bắt từ Ngô Châu tới, ta không muốn bị nhục, cận kề cái chết không chịu theo, bị ác thương kia hại chết sau đó liền trầm thi xuống sông Nga. Nói đến đây, giọng nói dịch thư nguyên hóa nữ thoáng dừng lại, những câu này chính là lời mà đỗ phương trước kia nói qua phần sau còn cần hà hân phối hợp toàn bộ câu chuyện trong đó mời huyện tôn đại nhân nghe ta nói dịch thư nguyên hơi ngớ mặt ra phía ngoài cửa, cô nương hiện giờ dịch mỗ không tiện nói rõ với ngươi nhưng ám hiệu này cũng đủ rõ ràng đi dịch thư nguyên nghĩ thầm trong lòng như vậy, hy vọng người kia không cần hắn phải làm tiếp những cái ám chỉ khác quả nhiên nữ từ ngoài cửa lớn đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó lập tức phản ứng lại, lập tức nói về phía trong nội đường. Tiểu nữ nguyên là nữ nhi của một hộ, thợ đan che la huyện Ngô Châu, hàng thứ ba trong nhà, trên có. Tiểu nữ nguyên là nữ nhi của một hộ, thợ đan che la huyện Ngô Châu. Nữ tử áo trắng nói một câu, dịch thư nguyên cũng lập tức mở miệng, giọng nói ngữ điệu hầu như giống như đúc. Theo không ngừng nói ra, nữ tử áo trắng gần như là đã quên về việc truyền lời, tâm tình càng lúc càng trở nên kích động bị thương nổi lên, thúc thít nỉ non lên tiếng. Mà dịch thư nguyên vậy mà một tia giọng điệu cũng không hề rơi xuống, đồng dạng bi thiết nói ra, mặc dù đưa lưng về phía nữ tử, nhưng ngay cả một chút thái độ cũng có vài phần giống nhau. Bên trong công đường huyện nha, nguyên bản nhiều người sợ hãi cũng theo dịch thư nguyên tự thuật dần dần bị bản thân của sự kiện hấp dẫn, trái tim dần dần, dần dâng lên tức giận. Chương 42 cộng 43, công môn bắt người. Giọng của dịch thư nguyên chẳng những giống hà hân như đúc, hình như còn mang theo một loại sức cuốn hút, càng nghe lâu, cho dù là lâm huyện lệnh cũng đã không kìm được tức giận. Hiện giờ thuyền của ác thương kia đang đậu ở bến tàu của huyện thành, tầm hoan tác nhạc trên thuyền, trên thuyền còn có nữ tử hoặc là bị lừa gạt hoặc là bị bắt tới giống như ta. Ta chỉ hận mình là quỷ hồn nhưng lại không làm gì được gã, cho nên mới khẩn cầu đỗ công tử đến đây kêu oan thay ta. Dịch thư nguyên nói xong một câu này, lâm huyện lệnh sớm đã nghe tới tức rủi bọt mép, hung hăng nện thước gõ xuống, Đùng, người đâu, nhanh chóng đi tới bến tàu ngoài thành Nam truy nã tội phạm quan trọng cổ vân thông, không được sai sót. Tuân mệnh, các huynh đệ, đi theo ta. Ngoại đường, một người bộ đầu áo đen lĩnh mệnh, dẫn theo tám gã bộ khoái lao ra khỏi huyện nha, đi nhanh như gió. Toàn bộ chín người đi qua bên người nữ tử áo trắng ngoài cửa, nhưng không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt kích động của nàng. Lúc này thân hình dịch thư nguyên cũng hơi lắc lư một chút. Sau khi thân thể dừng lại, hắn vừa thở dốc vừa hướng mặt về vị trí ban sự án chắp tay hành lễ với huyện lệnh đại nhân công đường huyện nha có khí số của triều ta cùng với chính khí nghiêm minh bảo vệ cho nên quỷ hồn không thể ở lâu hà hân cô nương đã trở lại bên ngoài cửa công đường chờ rồi đây là dịch thư nguyên nói bằng giọng của mình lời của quỷ hồn vừa nãy nói vừa rõ ràng lại có lễ nghi bộ dạng lại càng giống như không muốn hại người cho nên hiện giờ lâm huyện lệnh cũng không e sợ như lúc mới bắt đầu tiếp theo lại nghe được kiến giải vừa xong của dịch thư nguyên trong lòng lại càng thêm yên tâm y nhìn dịch thư nguyên từ trên xuống dưới sau đó liên tục gật đầu dịch tiên sinh bị liên lụy rồi người tới lấy ghế ngồi cho tiên sinh đa tạ đại nhân dịch thư nguyên chắp tay gửi lời cảm ơn nhìn nha dịch đưa ghế ngồi đến hắn suy nghĩ xong lại có chút cảm khái quay về phía huyện lệnh nói huyện tôn đại nhân dịch mẫu đang biên soạn huyện trí đại nhân trong đêm thẩm tra cô hồn lấy lại công đạo vì người kia, việc này nhất định phải ghi vào bên trong huyện trí Nguyên Giang, lưu danh bách thế. Lâm huyện lệnh hơi sững sờ, có chút hậu chi hậu giác gật đầu, trên mặt càng hiện ra một tia thần sắc không nói rõ được. Ngày phán dân tranh, đêm phán oan hồn, ghi việc này vào bên trong sách, chỉ nghĩ một chút thôi liền khiến cho Lâm huyện lệnh có chút kích động. Y hít sâu một hơi, trong lòng càng dâng lên một loại khí độ khác, nhất định phải xử lý bản án này thật tuyệt. Làm phiền dịch tiên sinh rồi ghi chép chi tiết là được vâng dịch thư nguyên lên tiếng sau đó đi qua một bên sư gia bên kia đã đứng dậy dịch tiên sinh mời dịch thư nguyên chắp tay sau đó hai người mới cùng nhau ngồi xuống sư gia còn hơi nghiêng tới nhỏ giọng hỏi ý một câu dịch tiên sinh hiện giờ hà hân cô nương kia đang chờ ở ngoài cửa a à, sư gia nhẹ gật đầu thuận theo lời của dịch thư nguyên nhìn qua cửa lớn trống trơn phía ngoài chỉ cảm thấy hình như có gió lạnh quét qua, nhịn không được nắm thật chặt quần áo. Mà ngoài tầm nhìn của những người khác, nữ quỷ Hà Hân áo trắng đang cảm kích hành lễ về phía dịch thư nguyên. Dịch thư nguyên thở dài một hơi, hiện giờ nữ tử này đã bình thường hơn nhiều rồi, thất khiếu cũng không chảy máu đen nữa. Hắn thấy những người bộ khoái rời đi rất nhanh vừa nãy động tác mau lẹ, thoạt nhìn cũng là biết võ công, hy vọng có thể bắt tên ác thương kia về. Bên ngoài nội đường, huyện úy thông rong đến chậm, y thấy võ phu của nha môn thiếu đi một số lớn, liền hỏi thăm tình huống với lão giáo đầu. Sau khi hai người thấp giọng nói vài câu, cũng lựa chọn rời khỏi nha môn, đi tới bên bến tàu nhìn xem. Cửa phía nam của huyện Nguyên Giang, chín người bộ khoái cấp tốc đến, muốn đi truy nã phạm nhân cũng không chỉ có chín người bọn họ, còn có cả một nhóm nha dịch của tráng ban. Chúng ta lĩnh mệnh truy nã tội phạm quan trọng, nhanh chóng mở cửa thành ra. Nhà dịch thủ ở cửa thành ngáp một cái, khoác áo đi ra, nhìn thoáng qua bộ khoái vẻ mặt hung hãn, lại quay qua tráng ban cùng tới bên cạnh hỏi một câu. Ô a à a à áp, đêm hôm khuya khoát thế này, các huynh đệ đi bắt ai vậy? Ít nói nhảm, mau mở cửa thành, tội phạm quan trọng chạy mất, bắt ngươi hỏi tội. Bộ đầu lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa nộ khí, thủ lĩnh thủ vệ sợ hãi giật mình một cái, nhanh chóng cùng huynh đệ thủ hạ cùng nhau mở cửa thành ra. Theo cửa thành nặng nề từ từ mở ra, một đám nha dịch cùng với bộ khoái liền lập tức xông ra bên ngoài. Bến tàu cách huyện thành chưa tới hai dặm đường, đứng ở cửa thành liền có thể nhìn thấy đèn dầu cùng với đèn lồng trên thuyền ở bên bến tàu. Mỗi người bộ khoái đều đã được truyền thụ qua võ học của công môn, coi như là nha dịch cũng là có chút bản lĩnh, ít nhất mạnh hơn so với người bình thường. Một đoàn người rất nhanh liền đi đến bến tàu, bên này có không ít thuyền lớn nhỏ đỗ lại, riêng lâu thuyền liền có 4 năm chiếc. Người người, còn các ngươi nữa, mấy người đi qua chỗ đó mấy người các ngươi đi qua bên kia chúng ta chia nhau ra đi tìm kiếm tra rõ chiếc xem người kia ở trên chiếc thuyền nào chứa hành động thiếu suy nghĩ sau khi tìm được các huynh đệ liền tụ hợp cùng nhau lên thuyền bắt người vâng mấy đội ngũ dưới sự dẫn dắt của bộ khoái có kinh nghiệm thông qua hỏi thăm người trên bến tàu rất nhanh liền nắm rõ con thuyền nào từ la châu tới tập trung vào trên lâu thuyền thương nhân giang châu hơn nữa thông chi đồng lưu tới đây đại khái khoảng thời gian nửa chén trải nhỏ chín người bộ khoái cùng với 16 nha dịch cùng nhau gom lại đi lên chiếc lâu thuyền. Trên thuyền hình như vẫn còn có tiếng oanh ca yến hót, ngoại trừ âm thanh nhạc khúc, bất chợt còn có tiếng vui đùa ầm ĩ cùng tiếng chửi bậy truyền tới, vô cùng ầm ĩ. Bên trong bóng đêm, hơn 20 người đầu đội phương quan tụ họp ở bên ngoài thuyền, nhìn lên phía trên. Hừ, bộ đầu hừ lạnh một tiếng, nói với người hai bên trái phải. Chúng ta lên thuyền, trước chế trụ người cầm lái, lão dư mang mấy người giữ vững vị trí hai bên mạn thuyền phong bế cửa vào trước sau nhớ lưu ý kỹ chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh hiểu chưa hiểu rõ lên sau một khắc hai bộ khoái khinh công tốt nhảy dựng lên trước sau rơi xuống bên trên bông thuyền sau đó cùng nhau hạ ván cầu xuống người phía dưới cũng lập tức vọt lên ê ê các ngươi là ai huyện môn nguyên giang phá án người không có phận sự tránh ra bộ đầu dùng vũ lực một tay đầy người vừa mới đi ra từ trong bông tàu mang theo cả đám người phóng vào bên trong phòng chính của lâu thuyền hơn nữa một bước đạp ra cửa lớn phanh trong phòng đèn đốt sáng trưng tiếng nhạc khúc im bặt dừng lại nữ tử quần áo mát lạnh đang khiêu vũ cũng hoảng hốt lo sợ chạy tới nơi hẻo lánh bên trong nội đường tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía một đám bộ khoái hung thần ác sát tràn vào ngoài cửa ai là cổ vân thông bộ đầu lớn tiếng quát hỏi nhưng tầm nhìn đã khóa lại một gã nam tử mập mạp ngồi ở vị trí đầu lĩnh ở trung ương bên trong nội đường người này hẳn là tên ác thương kia vẻ đặc thù bên ngoài cũng phù hợp bộ đầu vẫy tay hai bên trái phải chắc hẳn chính là người này bắt lấy gã những người khác cũng không cần buông tha tất cả đều mang đi vâng lĩnh mệnh một đám bộ khoái nhanh như hồ đói vồ mồi lập tức xông lên phía trước trong đội đường lập tức đại loạn một mảnh tiếng thét chói tai vang lên a à, không nên, cứu mạng, không liên quan tới ta, việc này không liên quan tới ta a. À. Những người khác chỉ để ý bắt người, mà hai gã bộ khoái lại cùng nhau phóng tới Cổ Vân Thông, người sau kinh hoàng kêu to lui về phía sau. Ta phạm phải tội gì, tại sao lại muốn bắt ta? Tử tội. Một tên bộ khoái cực kỳ phẫn nộ đáp lại một câu, thò tay phải bắt về phía Cổ Vân Thông. Chỉ là giờ khắc này, một bàn chân bỗng nhiên đá vào trên tay bộ khoái sau đó lại một trường đánh vào đầu vai của y thanh một tiếng một người bộ khoái bay về phía vừa bộ khoái bên cạnh con ngươi co rụt lại lập tức rút đao keng dám can đảm chống lại lệnh bắt nạp mạng đi toàn bộ bộ khoái ở đây đều rút đao ra nhiều người phóng tới phía cổ vân thông chỉ thấy có một thân hình lắc lư trái phải né qua rất nhiều đao chém thân hình giống như quỷ mị di chuyển bên người những bộ khoái phanh phanh phanh. Lại có ba người bộ khoái bị đánh bay. Bộ đầu nhìn qua tình huống không đúng, cũng rút đao tiến lên, một kích lực lượng bổ tới, bước đối phương lùi ra hai cái thân vị, sau đó dưới chân phát lực xoay người kéo đao, chém ngang đuổi theo, nhưng ánh đao còn chưa tới, đã bị đối phương một bước đá văng ra, bộ đầu chấn động không khỏi lui về phía sau vào bước. Giờ phút này, tràng cảnh bên trong khoang thuyền là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người cũng đã bị nha dịch khống chế, mà rất nhiều bộ khoái ngã và nơi hẻo lánh cũng đang dãy ruộng đứng dậy. Có kêu sợ hãi cũng có kêu đau. Duy nhất có một số người đứng trong nội đường rằng co với nhau. Các hạ là người phương nào? Tại sao ngăn cản chúng ta truy nã tội phạm quan trọng? Người này tội ác tài trời, nếu như ngươi bảo vệ hắn, vậy cũng chính là đồng phạm. Người đứng đối lập với bộ đầu cùng một đám bộ khoái là một nam tử trung niên mặc quần áo màu lam, một thân cánh tay to lớn, tư thế hơi không người xuống, giống như là hầu vượn hơi hạ thấp người nhưng lại không lòng lèo gã bảo vệ cổ vân thông ở sau lưng hình như cũng không thèm để ý đối với tiếng gầm của bộ đầu trên mặt mang theo vui vẻ nói lấy tiền của người liền trừ họa cho người các ngươi không mang người này đi được ta chỉ là không muốn có dây dưa cùng với người trong công môn cho nên mới thu lại một tay vừa nãy coi như là lên tiếng chào hỏi nếu như vẫn còn muốn cường ngạnh xông lên ta liền không khách khí nữa cổ vân thông mới vừa rồi còn bị dọa sợ giờ phút này gặp tạm thời không lo lắng hô hấp vừa hỏa hoãn liền lấy thứ gì đó từ trong lòng ngược ra nhanh chóng lên tiếng nói các vị sai ra việc này nhất định là có hiểu lầm ta đây có một chút ngân lượng các vị sai ra cầm lấy đi uống hoa tử như thế nào a à, hiểu lầm nhưng mà có người tới huyện nha cáo trạng huyện tôn đại nhân cũng đã hạ lệnh lầm hay không lầm cứ đi huyện nha liền biết bộ đầu tự biết địch không lại nhưng cũng không có lòi cái rốt ra mà bất động thanh sắc liếc mắt ra ý một cái về phía một người trông coi ngoài khoang thuyền. Người nọ liền mượn tiếng bộ đầu cố ý đề cao yểm hộ, lặng yên không một tiếng động nhảy xuống khỏi thuyền. Nhất định là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, không biết là người phương nào cáo trạng. Bộ đầu suy nghĩ, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, dùng giọng nói âm u lạnh lẽo mở miệng. Cáo trạng cũng không phải là người, mà là quỷ hồn đánh trống kêu oan, khiến cho nha môn nửa đêm thăng đường, quỷ hồn kia tên là hà hân bộ đầu một mực lưu ý biểu cảm của cổ vân thông lúc cái tên hà hân này vừa ra khỏi miệng thân thể đối phương mạnh mẽ run run một chút không khỏi để cho bộ đầu lộ ra nụ cười lạnh hừ bây giờ đã biết sợ rồi cho dù chúng ta không bắt được ngươi thế nhưng quỷ hồn cũng sẽ tới tìm ngươi lấy mạng ngươi là lựa chọn đi tới huyện nha hay là đợi oan hồn lệ quỷ tới cửa bộ đầu nheo mắt lại nhỏ giọng nói ngươi có lẽ không chỉ hại chết một người đi sắc mặt của cổ vân thông kia đã trở nên trắng bệch. Tào lao, nói bậy, làm, làm gì có quỷ hồn nào chứ, nhất định, nhất định là có người hãm hại ta. Có phải nói bậy hay không, ta nói cho ngươi nghe liền biết. Bộ đầu năm nay 43 tuổi, đã làm bộ khoái trong thừa thiên phủ nhiều năm, võ công có lẽ không cao, nhưng kinh nghiệm ngược lại không ít. Mấy năm trước về đến cố hương liền lập tức được huyện lệnh lúc ấy mời làm bộ đầu của khoái ban huyện Nguyên Giang. Y tự nhiên biết rõ giờ khắc này phải vừa muốn công kích tâm thần vừa kéo dài thời gian, hai bút cùng vẽ